và vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em vừa về được một cái lô mai con quấn rễ rất là đẹp luôn nha. Cây lá xanh tươi luôn, xanh từ gốc tới ngọn nha. Và đặc biệt là cái lá của nó nằm thấp ở dưới chân đây thế này đây. Đó. Rồi đây, cái cây này thì em bán với giá là 6.000 một cây nha. Thì tất cả các cây bên vườn mai của chiếc chè bông thì đều được quấn rễ và xử lý đế hết nha. Cái lô này thì đủ kiểu nha cả nhà. Đó. Đủ kiểu, cây tồng thì nó lên rất là nhiều bộ đế ha. Cây cao thì tầm khoảng 4 tấc hơn nha, 4 tấc hơn. À, giá 6.000 một cây và em ship từ 30 cây nha. Đó, cây rất là cứng luôn. Cái gốc của nó thì bằng đầu đũa ăn đi lên hết nha cả nhà. Rồi, ai thích thì liên xin mời liên hệ bên vườn mai chiếc chè bông nha. Rồi, giá chỉ 6.000 một cây thôi ạ.